xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh của em Zippo Hải Nguyễn. Hôm nay em lên một ít con qua sử dụng có nhiều có để giao lưu với anh em. Cách giao dịch của bên em vẫn là một chuyển khoản đủ free ship, hai code cộng giùm em 100k giá trị với 1 triệu cộng 200k giá trị trên 1 triệu giùm em, và phí code anh em tự chịu. Ba là anh em ở Sài Gòn thì tới trực tiếp tại Bình Tân, địa chỉ của em có trên Google, anh em chỉ cần gõ Zippo Hải Nguyễn là có địa chỉ và định vị tới nhà em. Và bên em chỉ nhận cọc mới ship code, và phí ship code thì anh em nhận hàng thanh toán với nhân viên giúp em. Bên em chỉ nhận chuyển khoản đủ free ship. Và bên em cũng chỉ nhận chốt trên Zalo, SMS hoặc là gọi trực tiếp giúp em không nhận chốt trên YouTube, mong anh em thông cảm. Rồi em xin giới thiệu tới anh em luôn ha. Đầu tiên em có một con mạ bạc 2010. Tình trạng đẹp, nó vẫn còn nguyên keo bảo vệ cái lớp mạ bạc nha anh em. Lề lối đẹp, chủ đề về rod, lớp rod 2010. Ở đây em thấy nó có hơi nó có rớt, nó rớt xuống thì nó hơi vuông vuông góc tí xíu, mà chứ nó không có cấn gì nặng nha anh em. Được cái là cái lớp mà bạc nó nguyên, và nó vẫn còn nguyên lớp keo để bảo vệ lớp mà bạc luôn. Cốt lề này zin em chưa canh chỉnh âm gì cho anh em ha. Âm như vậy là cũng có khá ok ấy. Cốt lề zin luôn. Bánh bén lưỡi gà khỏe. Chưa sửa chữa. Con nào sửa chữa thì em sẽ báo rõ cho anh em biết. Rồi cùng 5 tháng. 2010 mạ bạc, chủ đề full nắp, chủ đề về cross. Mã số 1 370. Mã số 2 là một con chrome file xước hai mặt, tình trạng cũng đẹp luôn. Con này sản xuất năm 93. Ở đây em thấy nó có dăm kim khá là nhẹ, lề lối đẹp và cốt lề zin luôn, tình trạng rất là đẹp. Cái màu rơm anh em thấy thì thấy nó còn khá mới luôn ha, có sức tơ nhẹ, hàng qua sử dụng cũng khá ok. Con này thì ruột trùng 5 tháng và rõ 93 luôn anh em. Còn giai đoạn này thì nó sẽ mờ mọc khá là nhiều. Và cái ruột cũng còn khá đẹp ha. Nó có xước nhưng mà ít. Ruột trùng 5 rõ vạch và ruột trùng 5 tháng luôn. Con này cũng là xin tới cái cốt lề chưa canh chỉnh gì cả. Đẹp, khá đẹp, con này khá đẹp. Không phải đẹp. Số 2 580. Mã số 3 là một con khá là chất, anh em chơi thì nó khá là chất luôn. Đây là một con mạ titan đen. Và con này nó là 79 anh em. Thần tài lớn. Nó có xước ha. Đây có tróc nhẹ, một cái khá là nhẹ thôi. Cái lớp mạ, titan này nó khá là bền. Ở đây thì anh em thấy nó đây nó không phải là tróc đâu anh em, tại vì cái lúc lớp mạ nó mạ thì nó sẽ kiểu nó móc như vậy nè. Nó nhúng mà. Nên thường thì ở đây thì khi anh em để cái ngay cái nghiêng ngay cái khúc độ này sẽ nó đều cái lớp mạ. Còn đây nè, lớp mạ này nó ăn không đều. Từ trên những cái con như 7X mà những cái lớp mạ này thì khá là lạ và khá là hiếm luôn, gọi là hiếm luôn chứ không phải là lạ nữa, chắc chắn là vậy luôn.
những con 7X như 79 này thì nó có, cũng có dòng mạ bạc nữa. Nó dòng mạ bạc và nó có đắp nổi những cái chi tiết. Còn nó cũng khá mắc ha. Dòng ở đằng sau thì nó có hơi xước xước nhẹ nha anh em. Và tổng thể con này thì bảo đảm anh em chơi là con này rất là lạ luôn. Ở đây thì nó có một điểm trừ của nó là nó có hơi dâm nhẹ ở đây, nhưng mà không phải là cấn bắp nặng ha. Anh em quay cái góc độ thì anh em cảm nhận được. Đó. Còn ngoài ra thì nó không có một cái vết té nào nữa, có một vết té này thôi. Bảo đảm với cực kỳ với anh em là cầm một con 79 này vô là cái độ hiếm là có luôn. Cái dòng 7X đồ này là những cái lớp mạ như vậy thì anh em gặp rất rất là ít. Chủ đề nhiều chữ luôn, chủ đề gì không biết. Tình trạng của nó thì em chưa có vệ sinh gì hết, để cho anh em nói chung là để cho anh em cảm nhận đó. Ruột thì có xước, ruột hai mặt chữ chuẩn đời ha. 79 thì vẫn còn sử dụng bột bột. Cuối 80 thì nó mới chuyển qua bất di động, đầu 80 thì nó vẫn còn là bất bột luôn. Nguyên zin, zin cho tới khúc lề. Và chưa hề canh chỉnh gì cả. Một con 79 mã titan thì nó cũng nói chung là anh em có thể là anh em chưa có gặp nhiều đâu, ngay cả em đây em cầm được con này lần đầu tiên. Mã bạc thì em có cầm rồi. Cái dòng mạ bạc mà nó làm thêm cái chi tiết đó, chi tiết của nó rất nổi thì con đó cũng khá là mắc. Dòng 7X đó, con này bao lạ bao đẹp luôn. Anh nào sinh năm 79 mà chơi 5 tuổi theo 5 tuổi đó, chơi con này thì bao động, mặt sau thì nó có hơi xước tơ luôn. Và nó một điểm té ở đây nhưng mà không có cấn bắp nặng ha, nó là lâm già lâm dầm vậy đó, và cũng không có chóc lớp mạ luôn. Cái góc ánh sáng nó chiếu vô thì anh em thấy nó trắng trắng vậy đó, chứ không phải là nó chóc lớp mạ đâu. Con này chơi là bao độc luôn, nguyên zin cho tới khúc lề luôn anh em. Số 4 cũng là một con đẹp, một con HP, một con HP và được đổ sơn, cắt ăn mòn đổ sơn. Cái này gọi là sơn trồng sơn nè anh em, vì nó khắc ăn mòn cái nền này, xong rồi bắt đầu nó đổ sơn lên và sơn nó trồng sơn để nó ra những cái chi tiết màu mè như vậy. Và chủ đề của nó là chủ đề đảo Saipan, được sản xuất năm 81. Con này thì em đã có soi là cái ruột của nó hầu như là chưa có lên lửa, nhưng mà nó có xước tơ nè, thì em cho nó là ở đây nó có hơi dâm chim xíu à. Cái này là xước chứ không phải là dâm, cái này là xước. Tình trạng con này thì nó rất là đẹp, cái ruột nó là hầu như chưa lên lửa, em để em mô tả bên trong cho anh em xem. 81 ha, và chủ đề đảo Saipan sơn trồng sơn, có xước. Đây anh em xem bên trong này, nó có cà nhẹ cái thằng nắp xíu không, được là chuẩn luôn. Đây, anh em nhìn ở đây thì anh em sẽ thấy nó là hơi đen đen, nhưng mà này là cái này là do cái bụi đá. Đây, nó vẫn còn bụi ha, nó là cái bụi đá. Anh nhìn những xe này, hiện tại nó đang kẹt đá nữa nè. Thì con này thì em không có nói nó nhiều. Đây ruột, đây ruột cũng có xước, rút ra rút vào nhiều. Thường thì ngay cả hãng sản xuất ra nó đâu có lót cái gì đâu, tại vì về đây anh em mình lót cho nó kỹ càng á. Nói chung là tình trạng của nó như vậy thì em cho nó như mới nha.
và rõ ràng thì theo em thì cái ruột đó là chưa có sử dụng luôn á. Xanh thì chơi những cái con này hay, chủ đề nó cũng hay, chủ đề nó là chủ đề cắt ăn mòn đổ sơn, mà sơn trồng sơn có xước ít để lau lại cho nó bám dấu vân tay. Anh em thấy, anh em tưởng là nó xước nhiều. Cái giá của nó là cái tình trạng đẹp. Ok ha. Con này em giao lưu với anh em 1.400. Đó, như mới luôn anh em. Ruột là như chưa sử dụng luôn. Thêm cái con này nữa cũng cực kỳ đẹp, nhưng mà nó có một cái vấn đề như vậy, em sẽ giải thích sau. 55 chuẩn rõ mỗi bên 4 chấm. Ở khúc này thì nó có té lâm da lâm dâm, có lâm da lâm dâm nhưng mà không có cấn mấp nặng. Lề lối đẹp và cái cốt lề này cốt lề xin luôn. Ở trên thì có dâm ha, của dòng xưa. Đây cái phần bên này thì nó có lâm da lâm dâm, và ngay chỗ cái mọc dưới này lớp rơm thì khá ok, chưa có wifi luôn. Anh em nhìn cái lớp sự đổ sơn của nó có hơi chóc nhẹ thôi. Và cái ruột này là anh em nhìn nè, ít xước mà rõ đẹp không. Cái cam của nó nè anh em, cái độ mòn nó rất là ít luôn, em thấy không? Và đặc biệt cái bánh xe này á, là nó cái bánh xe này nó bị non rồi nè, nó bị non lên do lúc trước là cái con này có sử dụng á, nhưng mà chủ cũ nó kiểu nó như là nó để lửa cháy á, nó để lửa cháy hoài, để như cây nến vậy, thành ra cái lửa nó táp vào cái bánh xe này lâu nó nóng á. Bánh xe nó làm bánh xe non chứ thật sự tự ra thì bánh xe nó cũng vẫn mới luôn ha anh em ha, nhìn nó khá mới luôn. Bởi vì cái độ của cái ruột này thì anh em nhận định được, thì cái này thì bắt buộc nếu mà giữ cái ruột này đẹp như vậy thì bắt buộc phải thay bánh xe khác thôi. Em sẽ thay, em có một còn hai bộ bánh xe, nó thì rất đẹp con này. Em còn một cái hai cái bộ bánh xe chuẩn bánh xe sổ chỉ, em sẽ hỗ trợ thay cho anh em cốt sổ chỉ rồi luôn. Đây, bánh xe sổ chỉ nó chuẩn xưa nó sẽ như vậy nè, ở bên trong nó có một cái con là chuẩn bánh xe sổ chỉ luôn. Và cái hai cái bánh xe hai bộ này em lấy từ hai cái ruột ra, ruột xưa ra luôn. Bởi vì cái ruột đó, lúc trước anh lấy linh kiện đó, là nó bị mấy thằng Tây nó xài đó, rồi nó phá cái buồng đốt đó. Cái buồng đốt nó hơi nát, thành ra thôi để lấy linh kiện luôn chứ để bán thì cũng khó bán. Nên lấy linh kiện thôi, em mới dư được hai cái bộ bánh xe này. Thì anh em nào chốt thì em thay bánh xe khác, bắt buộc cái này là phải xài, muốn sử dụng được là phải thay bánh xe, là bánh xe nó non rồi. Và cái ruột nó cực đẹp, cái ruột này khá là đẹp, lớp rơm của cái vỏ này cũng khá đẹp luôn và nguyên zin luôn, cho tới có bản lề luôn. Ở dưới này nó có hơi lấn cấn nhẹ, nhưng mà so về tổng thể thì nó cái màu rơm cho tới cái ruột thì nó rất là đẹp. Con này tình trạng là bánh xe nó còn không bị non thì nó phải tầm 1.700-1.800, thì anh em chốt thì em tính 1.500. Thì em sẽ thay cái bộ bánh xin này cho anh em, bao cho anh em đánh bén, bao sử dụng cho anh em luôn. Thì cái ruột nó khá là đẹp, nó sử dụng rất là ít luôn. Cái cam anh em thấy nó, cái độ mòn nó rất ít, cống mở nắp hết rồi, bánh xe nó cũng đẹp nữa mà nó bị non.
mặc dù cái răng của nó rất là bén. Cái đó là giờ do nó bị lửa táp mà là dạng để nóng lâu quá. 1.500 thì nếu mà anh em ok thì em sẽ thay hai bánh xe zin đó, em còn dư hai bộ đó. Rồi em lên mấy con nghêu. Đầu tiên em có một cái con nó sơn kiểu nó nhũ nhũ vàng đồng, sơn tĩnh điện cốt đồng, thì nó cũng khá là đẹp. Chủ đề của nó là giống như là canh canh Nhật, một bức canh vậy ha. Sơn nó nhũ khá là đẹp, sản xuất 2013, tình trạng là chưa qua sử dụng. Mặt sau nó có vài điểm xước tơ, 2 điểm cốt đồng. Ruột 2013 trùng, có bút. Có bút giấy zin hãng nha, mã số 6 470, có bút. Rồi mã số 7 là một con cũng khá là đẹp. Để lấy con này làm nền. Con này là một con mã Latin, mã vàng trắng anh em. Và cái mặt nó làm kiểu men đá khá là đẹp. Con này đời số 2021, bốn góc của nó được cắt ăn mòn và men trắng, men như men gạch ha, men đá hai mặt luôn. Những cái con mà dòng kiểu chủ đề như vậy, dòng La Mã thì nó cũng khá là cao tiền đấy, mà nó chỉ gặp trên cái dòng mã vàng thôi. Còn con này là mã vàng trắng, mã Latin, cực kỳ đẹp, sản xuất 2021. Trùng năm 21, kiểu mạ của nó là kiểu mạ platin nha anh em. Anh em nhìn nó giống như là cái mạ rơm á, mà mạ rơm nó thì nhìn cái màu nó khác, nó không có như vậy đâu. Con này thường anh em sẽ gặp nó nằm trên cái dòng mạ vàng rất là nhiều, cái kiểu làm như vậy nè, kiểu thiết kế như vậy nè, đổ men hai mặt và hai góc, bốn góc của nó sẽ khắc ăn mòn như vậy, rất là đẹp. Con này là tình trạng chưa qua sử dụng, tặng kèm bút nhung cho anh em ha, để trưng bày nó khá là bắt mắt luôn. Ủa xem trước. Số 7 950, con này cầm bên ngoài trên tay đẹp lắm. Rồi em lên một con nêu có bút nhựa, chủ đề được khắc ăn mòn, chủ đề Hawaii, chủ đề không đổ sơn. Chủ đề Hawaii này nó cũng lạ hơn những cái chủ đề Hawaii khác. HB, con này nó cũng có hơi xước tơ nhẹ. Cái này để lao lao lại nhiều
dính cái keo để em lấy cái khăn khác. Cái khăn này nó chắc nó dơ rồi. Giờ giờ cái nó dính là nó có dính mấy cái đường keo. Có xước nhưng mà ít nha anh em. Khá là ít. Những dòng HP này nó nhìn nó không xước thì cũng khó lắm. Còn này bảo quản mà dòng HP trưng bày cho nó đẹp nhưng mà bảo quản nó rất là khó. Có khi anh em lấy khăn mà cái khăn mà nó có cát cái quẹt cái là lao lao là một cái là dính cửa liền. Mọc kép 2000, tình trạng là chưa qua sử dụng. Cái tem thì cái tem bảo quản nó còn nhưng mà nó đã bị rách, có tháo ra để chết ruột rồi. Thành nắp, thành buồng đốt chưa cỏ xước không. Ruột trùng 5 2000. Con này chưa có lót nè. Này mấy chút em lấy cái bọc ni lông hết. Khá đẹp. Em này có bút nhựa. Bút zin hãng. Em này 850. Là một con cũng HP luôn. Mà con này nó có bút giấy hãng, bút giấy la mã của hãng. Con này cũng HP, bút giấy la mã của hãng. Con này thì in sơ khắc nhiệt chủ đề về mùng thể thao hóc cây, cũng 2000 luôn. Mà con này là đầu 2000, tháng 2 2000, mọc tháng 2 2000 thì nó có hai mọc nha anh em, mọc mọc đơn và mọc kép luôn, ngay cả ruột luôn. Con này thì nó cũng có xước tơ nhẹ nè, nhẹ chứ không có xước nặng. Khá đẹp. Còn tem nhưng mà cũng bị chết rồi. Chết ruột bên trong rồi. Thành nắp, thành buồng đốt thì nó cũng chưa có xước luôn. Con này nó có lót rồi, nó có lót rồi. Và cái ruột này là cái ruột dạng đầu á. Nó còn cái mọc nó chưa có, cái ruột nó làm chưa có khớp. Ruột này ruột trùng 5 tháng. Nó chưa có khớp. Ruột còn mọc đơn. Ruột trùng 5 tháng luôn ha. Con này cũng 850 luôn. Anh em thích chủ đề nào hoặc là thích trùng 5 tháng thì chơi cái con đó. Con này nó cũng bị chết rồi. Còn cái tem làm sao. Số 9 850. Đây là bút giấy hẹn. Rồi em lên một con đời số. Có bút. Một con này dòng emblem, và emblem này thường anh em gọi là emblem tam phí. Nó là một emblem mỏng, chất liệu là copper và nó phủ lên sao gọi là tam phí, là có đồng đỏ, mạ vàng với lại mạ bạc lên trong trên cái emblem này ha, gọi là emblem tam phí. Con này được sản xuất 2005, tình trạng là ni
chủ đề đậm chất của Nhật, núi Phú Sĩ. Lát mình buồn đốt cũng khá đẹp ha. Ruột trùng năm. Em lem mỏng rồi nè, lem nó khá là mỏng. Chừng cái này là zin, em lem zin theo zip. Mã số 10. Chính được trong đó là 507. Rồi em hôm nay em xin kết thúc video tại đây. Xin chân thành cảm ơn tất cả anh em đã xem hết video của em. Những anh em mới xem kênh chưa đăng ký cho em xin một lượt đăng ký, like và chia sẻ giúp em, xin cảm ơn rất là nhiều. Một lần nữa em cũng xin cảm ơn tất cả anh em luôn quan tâm, đồng hành, theo dõi và ủng hộ kênh của em. Xin hẹn tất cả anh em ở những video sau giờ công chiếu của em là 19:30. Xin chúc cho tất cả anh em và gia đình có một buổi tối an lành và hạnh phúc. Xin chào tất cả anh em và hẹn gặp lại.